các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Mình dẫn các bạn đi một vòng quanh chợ trong cái mùa dịch corona sô cô la này các bạn nhé. Như thấy thì quang cảnh ở đây chợ, một chợ Diếm Vương thì đang rất là vắng vẻ hơn so với mọi ngày. Hầu như các cái hàng quán phục vụ quần áo, giày dép đã đóng cửa, và chỉ có những cái khu vực hàng phục vụ thực phẩm, các cái hàng hóa nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống là vẫn đang hoạt động bình thường, như là hoa quả này, rau xanh này, đấy, thịt cá, trứng, vân vân. Các bạn thấy ở hai bên đường như là vẫn có mọi người đang thực hiện cái việc đeo khẩu trang khi ra khu vực công cộng đang rất là nghiêm túc. Và chúng ta thấy được là ngay ở phần cổng chợ Diếm Vương, chúng ta thấy được có cái chòi gác của kiểm dịch y tế, họ sẽ đo thân nhiệt các đồng chí công an trật tự, họ đo thân nhiệt cho những người vào chợ. Đấy, các bạn nhìn thấy hình ảnh đo thân nhiệt của người vào chợ đây. Mình hy vọng là sẽ cái đợt dịch này sẽ sớm qua đi và cuộc sống của chúng ta sẽ quay lại bình thường. Thường ngày thì ở đây khu chợ này 24/24 rất là đông các bạn ạ. Đây là một trong những khu chợ sầm uất bậc nhất của thành phố Lạng Sơn. Hôm nay mình đi mua ít đồ ăn, mình mua rau, mình mua trứng các bạn. Đây mình mua rau, mua thức ăn, mua cà chua và một số các loại rau củ quả để có thể ăn được vài ngày. Mình rất là hạn chế đi chợ. Và tiện lần đi chợ này mình quay cho các bạn xem. Hôm nay trời tiết rất là đẹp và hôm nay là ngày mùng 5 tháng 4. Các bạn hãy yên tâm là chúng ta vẫn có thể mua các cái đồ lương thực, thực phẩm dự trữ. Chúng ta không nên quá là mất bình tĩnh để rồi góp phần làm ổn định trật tự xã hội, hướng tới một cái phương án phòng dịch tốt nhất. Cái gì nhỉ?
Covid cho nên chợ vẫn đông, vẫn tụ tập. Giãn cách xã hội à? Mua gì ấy? Mua cá à? Mua cá hả? Cá cá đi. Ôi, cá ơi, ông thích ăn gì ăn thôi. Cá rô phi ấy. Vừa con rồi rán. Hả? Vừa vừa thôi, một mình ăn là dễ thôi. Cá bán nào chị ơi? 45.000 đâu? 45.000 một con. Hả? Một con 45.000 gì? Hơn 45.000. Mấy con nhỏ đấy. Chị ấy cho em nhá. Làm cái gì? Đó, lấy đi. Biết thằng kia ấy không? Chắc không cần đâu ạ. Cái kệ. Không ăn trứng gì cả. Quay ăn một bữa thôi. Giờ đỡ dám đi chợ rồi. Ăn thịt quay. Ăn đi. Cái gì?
đi một vòng quanh cái không khí đường phố trong 14 ngày giãn cách xã hội. Xe đẹp rồi. Land Rover. Các cái mặt hàng thiết yếu là vẫn bán bình thường. Mua gì ạ? Đấy, vào chợ ông kinh quay đi. Gạo rồi. Đi đường mua một vòng trong quay. Thôi đéo gần rồi. Đây. Tùy, đéo được. Cho ông đi quay một vòng rồi. Vừa mới mua gạo ở nhà cô này. Rồi. Gạo về ăn, hy vọng là hết đống gạo này. Càng hết dịch sớm càng tốt. Các cái mặt hàng thiết yếu vẫn còn đang hoạt động rất là bình thường nên là các bạn không phải lo lắng về chuyện là thiếu lương thực thực phẩm. Xe ô mà hoạt động là phạt đấy. Đấy, đủ. Thì ra người hay là đi một vòng quanh chợ, cái không khí chợ ngày một số ngày giãn cách xã hội thì nó thấy được là các cái mặt hàng những sản phẩm quan trọng vẫn còn bình thường. Đây là mịt. Chúng ta đang trên con đường đi đến Vương. Còn đây là chúng ta đang trên con đường Nguyễn Du. Lát chúng ta sẽ rẽ qua cái cầu mới Đông Kinh các bạn. Chúng ta thấy được cái không khí vắng vẻ hơn ngày bình thường. Tuy nhiên là các cái hoạt động xây dựng vẫn đang hoạt động. Đến cái khu vực chợ Chi Lăng, nhân dân gọi ở đây gọi là chợ tỉnh các bạn. Thấy là cả không khí bên đường rất là vắng vẻ. Cổng chợ đều có cái cán bộ
y tế cũng như là cán bộ xã, người ta sẽ dừng lại để kiểm tra đo nhiệt độ. Nếu như các bạn mà bị sốt đây thì sẽ được nhân viên y tế khám và có thể là sẽ được đưa đi cách ly luôn các bạn ạ. Cứ chuẩn bị cho ăn xong. Đã đứng dựa vào một tường nghe gì á, có gì. Thấy là thấy được là cái đường phố rất là vắng vẻ. Hiện tại bây giờ là 10 giờ 30 ngày mùng 10 tháng 4. Chúng ta chỉ còn khoảng 6 ngày nữa. Khoảng 4 ngày nữa là sẽ còn khoảng 10 còn khoảng 20 ngày nữa các bạn. 20 ngày nữa thì chúng ta sẽ hết cái quy định giãn cách xã hội. Vừa rồi Thủ tướng Chính phủ cũng đã tăng cái thời hạn giãn cách xã hội từ 14 tháng 4 lên đến hết tháng 4 các bạn ạ. Thấy được khung cảnh hai bên đường rất vắng. Đây là khu công viên đã có biển cấm là không cho người dân vào công viên, những cái khu vui chơi giải trí. Đây là công viên Chi Lăng các bạn, cũng đã được lập các cái hàng rào và biển báo cấm đi vào khu vực công viên để đảm bảo công tác chống dịch tốt nhất. Và tôi cũng hy vọng rằng là đất nước chúng ta cũng như là toàn thể nhân dân xã thế giới sẽ vượt qua cái đại dịch này và sẽ quay lại cái cuộc sống bình thường. Đây chúng ta đang đến khu vực cầu Kỳ Lừa các bạn ạ. Bên này là Vincom. Rất là vắng khách. Đường thì chúng ta có thể thấy các cái băng rôn như là khẩu hiệu để tuyên truyền về công tác phòng dịch Covid-19 được bày hai bên đường để giúp cho người dân có thể nắm được các cái thông tin như là các cái kỹ năng cần thiết để chúng ta phòng tránh dịch. Đây chúng ta thấy được cái biển đây này. Ở ngay đầu cầu này, biển này cũng là biển hướng dẫn rửa tay này bằng xà phòng. Bên này cũng có biển. Đó. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này một lần nữa. Chúc các bạn ở nhà chống dịch thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.